Những thông tin chính yếu có trong 365 toàn cảnh. Hà Nội thu hút 1,28 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 10 tháng đầu năm. Ngành nông nghiệp chạy nước rút những tháng cuối năm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hàng ngàn nhân viên y tế nghỉ việc. Phóng sự ngắn trong nước, những chiếc xe hoa gánh cả trời thương nhớ Hà Nội. Tiêu điểm, thực trạng ô nhiễm không khí và hệ lụy sức khỏe. Ngành vận tải gặp khó khi thiếu chỗ đậu xe trầm trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vì sao rau trồng chưa chen chân được vào siêu thị? Trong phần tin thế giới, Tổng thống Putin ký luật cho phép người có tiền án được nhập ngũ, mở rộng lệnh tổng động viên đến Ukraine. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 365 toàn cảnh. Rất vui khi được gặp lại và chia sẻ đến quý vị những thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và trước hết, chúng ta cùng kết nối với chị Vân Anh từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm những vấn đề đáng chú ý tại khu vực này. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Thúy Quỳnh từ khu vực Hà Nội. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh có những thông tin đáng chú ý liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, an sinh xã hội và tình trạng thiếu bến bãi đậu xe. Song song đó, trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ cập nhật đến thực trạng ô nhiễm môi trường và những hệ lụy đến sức khỏe sẽ được thông tin chi tiết ở phần sau. Xin quý vị hãy giữ nhịp cùng chúng tôi để được cập nhật liên tục những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Vân Anh. Hẹn gặp lại chị trong chốc lát. Còn bây giờ là 365 toàn cảnh ngày hôm nay. Mở đầu cùng một thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, nhờ sở hữu môi trường đầu tư thông thoáng cùng nền kinh tế xã hội phát triển ổn định, nên Hà Nội luôn là một trong những địa phương có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Với lẽ đó mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI trong 10 tháng đầu năm nay tăng mạnh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội thu hút 1,28 tỷ đô la Mỹ FDI, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 10, thủ đô có 21 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,7 triệu đô. Cùng với đó có 22 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 237,1 triệu đô. Để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến gọi vốn đầu tư từ các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Thưa quý vị, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được kết quả khả quan và đang chạy đua nước rút các phần việc để đảm bảo nguồn cung nông sản cho thị trường dịp cuối năm. Tính đến hết tháng 10, cả nước đã gieo cấy gần 7,1 triệu hecta lúa, thu hoạch được 6,5 triệu hecta trong số này. Về rau màu, đã gieo trồng được hơn 950.000 hecta ngô, 1,16 triệu hecta rau. Về chăn nuôi, đến nay đàn lợn đạt hơn 28 triệu con, đàn gia cầm hơn 515 triệu con. Song về cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định vẫn còn khá nhiều yếu tố bất lợi như thời tiết thất thường, dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn vật nuôi, biến động thị trường vẫn tiềm ẩn. Với những khó khăn được cảnh báo này, ngành nông nghiệp các địa phương cũng đã nắm rõ và chủ động lên phương án sản xuất bài bản từ bây giờ. Điển hình như tại Hà Nội, Hưng Yên đã triển khai các giải pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây trồng, điều chỉnh cơ cấu và diện tích gieo trồng phù hợp. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế công lập tại các bệnh viện nghỉ việc từ đầu năm nay. Trong số các tỉnh thành thì Cần Thơ là địa phương có số nhân viên y tế nghỉ việc nhiều nhất với hơn 200 người, kế đến là An Giang. Theo ngành y tế các địa phương, nguyên nhân cán bộ y tế xin thôi việc, bỏ việc chủ yếu là do thu nhập từ lương và các khoản phụ cấp còn thấp, không đủ để trang trải cuộc sống, thu nhập tăng thêm không đảm bảo. Ngoài ra, bất cập trong phân bổ biên chế cũng là nguyên nhân khiến nhiều y bác sĩ không mặn mà với hệ thống y tế công lập. Nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt như vậy gây xôn xao và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của nhiều cơ sở y tế công lập. Đứng trước thách thức này, Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 56 về hỗ trợ mức phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đối với các chính sách để nâng cao chất lượng và giúp tăng nguồn nhân lực y tế cũng đang được Bộ quyết liệt triển khai. Được biết thêm, trước đó khi báo cáo trước Quốc hội, Bộ Y tế cũng cho biết đã có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc trong 18 tháng qua. Tiếp tục cùng một thông tin về du lịch.
Sau dịch COVID-19, xu hướng đi du lịch và hành vi tiêu dùng du lịch của người dân đã có nhiều thay đổi. Thay vì lệ thuộc vào các công ty lữ hành, thì ngày nay du khách nội địa đã chủ động tìm hiểu các thông tin, tuyến tour, giá cả thông qua các phương tiện truyền thông nhiều hơn. Dựa theo một khảo sát từ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022 cho thấy, quảng cáo truyền miệng và kinh nghiệm cá nhân đang đóng vai trò lớn cho quyết định đi du lịch của khách nội địa. Cụ thể, có đến 79,3% người cho biết sẽ tham vấn bạn bè, người thân để quyết định, 58,3% qua mạng xã hội, 40,9% qua các báo điện tử và website, 25,2% qua công cụ tìm kiếm trực tuyến và chỉ vỏn vẹn 1% tìm kiếm thông qua các công ty du lịch. Cũng theo khảo sát này, có trên 79,12% người tham gia khảo sát chọn hình thức du lịch độc lập, tự tổ chức và chỉ khoảng 32,93% lựa chọn phương thức mua tour du lịch chọn gói. Việc nghiên cứu này chỉ ra sự thay đổi trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp du lịch lữ hành. Do đó, các doanh nghiệp được khuyến khích phải quan tâm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chuyển đổi số, nên có đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận điểm đến, di chuyển và sử dụng dịch vụ thông qua các nền tảng trực tuyến. Đồng thời nghiên cứu sâu hơn về các dòng sản phẩm du lịch với nhiều điểm nhấn về trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Thưa quý vị, đã từ lâu có một hình ảnh vô cùng thơ mộng và thân thương đối với người dân Hà Nội, đó chính là những chiếc xe đạp chở hoa rong trên phố. Những chiếc xe đạp cũ đều theo sau lưng là một thúng hoa rực rỡ, cứ thế lăn bánh rong ruổi từ phố to đến ngõ nhỏ, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, làm sao xuyến biết bao tâm hồn. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh nên thơ đầy lãng mạn và bình yên này. Không giống như hoa được bày bán trong những cửa tiệm hoa tươi mang vẻ trau chuốt, trang trọng, hoa bán trên phố bình dị hơn rất nhiều. Những xe hoa rong bày bán rất nhiều loại đặc trưng theo từng mùa, thường được gói bằng lá sen, lá chuối, giấy bao cũ rồi buộc lại bằng lạt. Cả một xe hoa lúc nào cũng ngập tràn những sắc màu, nổi bật như màu vàng rực rỡ của hướng dương. Ta nói cái màu vàng như gói gọn cả một trời thu Hà Nội, hay bắt gặp nhiều nhất mùa này là cúc họa mi với sắc trắng dịu dàng trong trẻo. Cứ thế, những chiếc xe hoa này khiến thành phố trở nên thi vị hơn. Những cánh hoa rong luôn được tưới thường xuyên để đảm bảo độ tươi trong cả ngày. Tại đây còn có cả dịch vụ cho thuê hoa để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của du khách khi ghé đến thủ đô. Có một điều đặc biệt là đa số những người bán hoa rong đều là người trung tuổi. Ắt có lẽ ở cái tuổi này họ kiên nhẫn hơn khi rong ruổi những chuyến hàng hoa khắp chốn nội thành. Mùa nắng cũng như mùa mưa, họ xếp cả xe hoa sau lưng, cần mẫn đạp xe qua hết các phố phường, mang niềm vui đến cho người mua. Trước kia, hoa rong thường được các bà, các cô gánh bằng quang gánh. Sau này, cùng với sự phát triển của xã hội, xe đạp hoa ra đời. Xe hoa thường tập trung ở các khu phố rộng rãi, nhiều cây và ít nhà dân như đường Phan Đình Phùng, đường Kim Mã hay các khu phố cổ. Có nơi nào mà hoa lại đi khắp phố phường như ở Hà Nội? Hoa cứ theo xe đạp mà len lỏi khắp mọi ngõ phố quanh năm suốt tháng, làm nên vẻ đẹp giản dị mà tinh tế cho thủ đô. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cùng với chị Vân Anh. Xin cảm ơn chị Thúy Quỳnh với những thông tin vừa rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Trước hết sẽ là phần tiêu điểm hôm nay. Thưa quý vị, với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng của các phương tiện giao thông cá nhân đã gây tác động không nhỏ đến môi trường xung quanh, từ môi trường đất, nước và không khí đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây nên tiêu cực đến đời sống của con người và sinh vật, nhất là tại những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có các chính sách, mục tiêu cụ thể và các hành động kịp thời, mỗi người sẽ còn phải đối mặt với tình trạng này dài dài và kéo theo nhiều hệ lụy đến sức khỏe. Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy ô nhiễm không khí ở Việt Nam tiếp tục là một trong các vấn đề nóng của môi trường. Tại các khu vực nội thành của đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì số ngày trong năm có nồng độ bụi PM10, PM2.5 vượt ngưỡng giới hạn cho phép, chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng số ngày trong năm. Nguyên nhân chính là do khí thải đến từ các ngành công nghiệp xi măng, sản xuất thép, nhiệt điện hay các phương tiện giao thông kéo theo biết bao hệ lụy đến sức khỏe con người. Tiến sĩ Nguyễn Thị Trang Nhung, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết,
Hiện nay, cơ chế ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, có hai cơ chế được tán thành, bao gồm phản ứng viêm, ứng kích oxy hóa với các độc tố trong thành phần các chất ô nhiễm. Thống kê từ WHO cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong do các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí, như các bệnh tim mạch, phổi và đột quỵ. Hàng ngày có khoảng 1,8 tỷ trẻ em phải hít thở bầu không khí ô nhiễm, khiến cho sức khỏe và sự phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Việt Nam, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất, thì có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí. Trước những tác động tiêu cực đến sức khỏe, các chuyên gia môi trường và y tế cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường trong công tác quản lý quan trắc chất lượng không khí và có cảnh báo kịp thời đến cộng đồng. Về phía ngành y tế sẽ tập trung đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến bệnh tật, sức khỏe cộng đồng. Người dân cũng được khuyến cáo một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe như phải luôn đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường, tập thể dục và ăn uống điều độ, sử dụng phương pháp thải độc phổi. Trước đó, vào tháng 11/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 1973 về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Chuyển sang cụm tin vắn đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong khi lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, thì tình trạng thiếu bãi đậu xe ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người dân, doanh nghiệp vận tải và cả xã hội. Việc thiếu bãi đậu xe khiến các doanh nghiệp phải tự thuê các khu đất trống để làm bãi đậu tạm thời. Cách làm này mang nhiều nhược điểm như chi phí rất cao, lại dễ gặp rủi ro cháy nổ. Chưa kể đến khi doanh nghiệp trả phí đậu xe lớn sẽ đẩy giá hàng hóa, dịch vụ lên cao gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Trong khi đó, các khu vực được quy hoạch làm bãi đậu xe thì giá đất đắt đỏ, vượt khả năng đầu tư của phần lớn doanh nghiệp. Từ những khó khăn này, phía Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhà nước cần dành các quỹ đất công phục vụ cho giao thông công cộng. Về phía ngành chức năng thành phố, để giải bài toán này cũng đã lập quy hoạch, triển khai một số dự án bãi đậu xe ngầm nhưng sau hơn chục năm triển khai vẫn án binh bất động. Theo Sở và Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hệ thống bến bãi ở thành phố chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch và đang có 35 bến bãi, thấp hơn nhiều so với 126 vị trí được quy hoạch. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu dừng đậu xe trong đô thị, Sở Giao thông Vận tải đang cân nhắc việc xây dựng các bãi đậu xe thông minh trong công viên. Thưa quý vị, lợi thế về nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn hạn chế nhiều mặt. Điều này đã khiến một số hàng hóa thực phẩm, điển hình là rau xanh, được trồng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể chen chân vào phân khúc cao cấp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện nay lượng rau do nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh trồng mới cung ứng được gần 30% lượng tiêu thụ tại thành phố, hiện số còn lại được nhập từ các tỉnh thành. Đáng nói ở đây là lượng rau được trồng tại thành phố đã ít, lại chủ yếu được bán ở các chợ truyền thống với giá thấp hơn so với rau bán ở các siêu thị. Đây là hiện trạng cần được khắc phục để thành phố hướng đến nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Để giải quyết căn cơ vấn đề, Sở này cho biết cần tháo gỡ từ vấn đề quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể, từ nay đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 50.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Do đó, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng các địa phương đưa ra kế hoạch chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác, như là được phép xây dựng thêm các kho chứa vật tư, nhà sơ chế, để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp không gặp vướng như hiện nay. Thưa quý vị, chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo được khởi xướng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với các hộ nghèo. Minh chứng cho điều này là hàng chục ngàn hộ gia đình đã tiếp cận được gói vay và ổn định cuộc sống tốt hơn trong thời gian qua. Sau 6 năm nhận bàn giao quỹ, chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp sức cho 98.650 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo trên địa bàn được vay vốn với số tiền 2.937 tỷ đồng. Hiện dư nợ chương trình đạt 1.337 tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với năm 2015 là 213 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay thấp, điều này cho thấy chương trình cho vay rất hiệu quả. Được biết, chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo do các ban xóa đói giảm nghèo các cấp của thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện từ năm 1994 đến năm 2015 được bàn giao lại cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hồ Chí Minh quản lý và thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trên thế giới cùng với chị Thúy Quỳnh. Những thông tin chính yếu tiếp theo: thêm một đoàn tàu vượt biên giới Triều Tiên sang Nga,
sau khi có báo cáo Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow. Động thái gây tranh cãi tiếp theo của ông Elon Musk bán tích xanh Twitter chỉ với giá 8 đô la Mỹ. Phóng sự ngắn thế giới, bóng ma chiến tranh tái hiện, người dân châu Âu xuống đường kêu gọi hòa bình. Những hiệu sách độc đáo trên đường phố Thượng Hải tại Trung Quốc. Trong phần thể thao, lập cú đúp trong lần đầu đá chính, Huỳnh Như ám luận danh hiệu Player of the Match. Y tế trong nước, Việt Nam có 200.000 người đột quỵ mỗi năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11 đã ký ban hành luật cho phép những công dân có các tiền án hình sự hoặc chưa mãn hạn tù được phép gọi nhập ngũ nhằm mở rộng lệnh tổng động viên nhân lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Luật này cho phép Moscow huy động thêm hàng trăm ngàn người đang bị quản chế hoặc vừa được trả tự do gần đây nhưng bị cấm phục vụ trong quân ngũ. Chiếu theo Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, những người có tiền án tội cướp của, trộm cắp, buôn bán chất cấm hoặc các tội nghiêm trọng hơn như giết người cũng được phép nhập ngũ. Nhóm tội phạm vẫn bị cấm là lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên, gián điệp, khủng bố, xử lý trái phép vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ và những hoạt động cực đoan khác. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu cũng cho biết Điện Kremlin đã huy động thêm 18.000 binh sĩ sau khi đã hoàn tất nhập ngũ 300.000 người cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tất cả các lệnh điều động binh sĩ đã được tạm dừng sau khi đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Putin vẫn có quyền tuyển thêm người thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi nào ông ký một sắc lệnh dừng chính thức. Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy lại có thêm một đoàn tàu vượt biên giới Triều Tiên sang Nga vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 11, hai ngày sau khi các tổ chức điều tra của Mỹ cho biết họ có thông tin Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổ chức The 38 North Project chuyên theo dõi các diễn biến của Triều Tiên cho biết đây là lần đầu tiên họ quan sát thấy một chuyến tàu như vậy trên tuyến đường này trong vài năm trở lại đây. Từ tháng 2 năm 2020, Triều Tiên đã đóng cửa cầu hữu nghị Chumangang, hay còn được gọi là cầu hữu nghị Hàn-Nga, dài 800 mét, đường nối trên đất liền duy nhất giữa hai nước với lý do vì đại dịch COVID-19. Hôm thứ Tư tuần trước cũng đã có một chuyến tàu như vậy, nhưng các cơ quan có thẩm quyền của Nga thông báo rằng đoàn tàu đó là để chở ngựa. Cùng ngày thứ Tư, Nhà Trắng cho biết họ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo thông qua các chuyến hàng vận chuyển sang các nước trung gian ở Trung Đông và Bắc Phi. Vào tháng 9, Triều Tiên cho biết họ chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga và không có kế hoạch làm như vậy. Ngành công nghiệp vũ trụ của Trung Quốc tiếp tục đánh dấu một bước đột phá lớn khi vừa thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đẩy bằng chất lỏng với công suất cực lớn. Được phát triển bởi Tổng Công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, động cơ dầu hỏa oxy lỏng có lực đẩy được thiết kế lên tới 500 tấn, gấp khoảng 4 lần so với các động cơ cùng loại hiện nay. Cùng lúc đó, cơ quan này cũng đã thử nghiệm thành công động cơ oxy metan lỏng có sức đẩy mặt đất lên đến 80 tấn và lực đẩy chân không đạt 90 tấn. Nó được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực thương mại và có thể cung cấp năng lượng cho các phương tiện phóng tái sử dụng và tên lửa phòng không dùng một lần với chi phí thấp. Twitter mới đây thông báo sẽ bắt đầu tính phí 8 đô la cho những tài khoản muốn có dấu tích xanh, một biểu tượng trước đây chỉ dành riêng cho những tài khoản có số lượng theo dõi cực lớn và được Twitter xác nhận. Đây là một sự thay đổi gây tranh cãi tiếp theo diễn ra chỉ một tuần sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản công ty truyền thông xã hội đình đám thế giới. Trước đó, ông Musk đã cắt giảm gần 4.000 nhân sự tại Twitter và tuyên bố sẽ bắt đầu thu phí người dùng nhiều hơn. Trong một bản cập nhật trên App Store, Twitter đăng một thông báo rằng hãy đăng ký ngay bây giờ, chỉ với giá 7,99 đô la một tháng, bạn sẽ có ngay dấu xác nhận màu xanh bên cạnh tên của mình, giống như tài khoản của những người nổi tiếng hay chính trị gia mà bạn luôn theo dõi. Ngoài ra, còn có các lợi ích khác cho người dùng trả tiền, bao gồm ít phải xem quảng cáo hơn, được đăng các video dài hơn và được đề xuất ưu tiên cho các nội dung chất lượng. Người dân châu Âu vào cuối tuần qua đã đồng loạt xuống đường kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Những người biểu tình chia sẻ lo ngại rằng sau mấy chục năm, giờ đây bóng ma chiến tranh lại tiếp tục tái hiện và họ nhận thấy sự bất ổn đang tồn tại hơn bao giờ hết, ngay giữa trung tâm của lục địa già. Hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Piazza della Repubblica của Rome với cầu hòa bình để thể hiện sự phản đối với tất cả các cuộc xung đột, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng tiến sát đến cánh cửa châu Âu. Chúng tôi ở đây vì lý do rất đơn giản, chúng tôi muốn hòa bình,
mà chúng tôi hằng mong ước. Chúng tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải xuống đường để kêu gọi hòa bình sau rất nhiều năm châu Âu không xảy ra chiến tranh. Thay vì mỗi người nghĩ đến lợi ích riêng của mình, các chính phủ phải nhận ra rằng chỉ có một thế giới và chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nó. Chiến tranh chỉ mang lại sự hủy diệt, hận thù và hậu quả tiêu cực. Chiến tranh là sai trái và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Đến với một đoạn video chia sẻ về một điều rất thú vị ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đó là hình ảnh những chiếc buồng điện thoại công cộng được biến thành những hiệu sách độc đáo. Đọc giả có thể mua sách từ không gian rộng chưa đến 1m2 này và có thể đọc ngay tại chỗ hoặc mang về nhà. Có 5 hiệu sách được biến tấu từ buồng điện thoại trên đường Tân Hoa ở Thượng Hải. Mỗi hiệu sách có một chủ đề khác nhau, từ sách thiếu nhi, khoa học, văn học, v.v. nhằm đáp ứng thị hiếu khác nhau của các nhóm độc giả. Tiếp nối chương trình, xin được mời quý vị cùng đến với 365 thể thao. Thưa quý vị, sau 4 vòng đấu ra sân từ ghế dự bị, tối 5 tháng 11, Huỳnh Như lần đầu tiên được đá chính trong màu áo Leng FC ở trận tiếp đón Famalicão trên sân nhà tại vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2022 và cô đã làm nên kỳ tích trong lần đầu tiên đá chính. Được huấn luyện viên Daniel Pacheco tin tưởng, tiền đạo sinh năm 1991 đã chơi rất nỗ lực. Huỳnh Như chơi tự tin, chịu khó di chuyển và đặc biệt phát huy tối đa sở trường là những pha xử lý kỹ thuật. Đầu hiệp 2, khi Lan FC đang bị dẫn trước 1-0, một cầu thủ chủ nhà bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Cơ hội sút phạt đền được huấn luyện viên của Lan giao cho Huỳnh Như. Trên chấm 11m, tuyển thủ Việt Nam đánh bại đối phương gỡ hòa 1-1. Sau đó Lan FC liên tiếp phải vào lưới nhận bóng 2 lần. Phút 70, Huỳnh Như đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Lan FC sau đường chuyền đẹp mắt của đồng đội bên cánh phải. Chưa hết, tiền đạo sinh năm 1991 có một pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn, gỡ hòa 3 đều. Huỳnh Như gặp phải một chấn thương khiến cô phải rời sân ở phút 80, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Dù Lan FC không giành chiến thắng, nhưng đây là trận đấu lịch sử với Huỳnh Như. Trận sút Trà Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở một giải chuyên nghiệp châu Âu. Hai bàn thắng chắc chắn sẽ giúp Huỳnh Như tự tin hơn rất nhiều. Sau trận, Huỳnh Như vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam cả nam và nữ đầu tiên được tôn vinh theo cách này khi chơi bóng ở châu Âu. Chuyển sang cụm tin về y tế. Thưa quý vị, vừa qua tại Hội nghị đột quỵ quốc tế năm 2022, Bộ Y tế nhận định Việt Nam và nhiều nước đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật kép, bao gồm các bệnh truyền nhiễm mới nổi và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Trong nhóm các bệnh không lây nhiễm thì đột quỵ đang là mối nguy cơ rất lớn và đang có xu hướng gia tăng. Theo Hội đột quỵ Thế giới, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não, trong đó hơn 16% ở người từ 15 đến 49 tuổi. Về tử vong, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca và hơn 6% trong số này là người trẻ. Đây là con số đáng báo động vì nhóm người trẻ tuổi là lực lượng lao động chính của mỗi gia đình và xã hội. Còn tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp bị đột quỵ. Đáng lưu ý, nam giới bị đột quỵ nhiều hơn nữ tới 2,5 lần. Theo các bác sĩ, di chứng của đột quỵ để lại rất nặng nề như tàn phế vĩnh viễn, thậm chí mất khả năng lao động. Thế nên, việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh được phục hồi, trở lại cuộc sống tốt hơn. Với lẽ này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tuyến cuối tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đột quỵ, đặc biệt quan tâm đến điều trị đột quỵ cho người trẻ là nhóm lao động chính trong xã hội nhiều hơn. Hàng trăm sản phẩm và các thiết bị có lợi cho sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới đang được giới thiệu tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc CIIE lần thứ 5 đang diễn ra ở Thượng Hải. Các mặt hàng này được thiết kế với công nghệ mới nhằm thúc đẩy sức khỏe người tiêu dùng và đề cao lối sống xanh. Với chủ đề sống xanh, có lợi sức khỏe, đổi mới và phát triển, nhiều sản phẩm sáng tạo tại triển lãm thúc đẩy lối sống lành mạnh và ít carbon trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm rau, trái cây, sản phẩm sữa, đồ uống, rượu và thức ăn nhẹ. Một số gian hàng trưng bày các dụng cụ nấu ăn tiện lợi với công nghệ giúp giữ nguyên chất dinh dưỡng của thực phẩm. Ngoài ra còn có các thiết bị xử lý chất thải y tế, máy lọc không khí, hàng tiêu dùng, v.v.
Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin thời tiết bốn mùa cùng với Nhi Lê. Chào quý vị đang theo dõi chuyên mục thời tiết bốn mùa. Thưa quý vị, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ của nước ta thì tiếp tục với hình thái thời tiết là nắng và hanh khô. Cụ thể là độ ẩm trưa chiều ở nhiều nơi vẫn ở mức thấp, chỉ từ 45-55%, còn nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố là từ 27-29 độ C, khá là dễ chịu. Thời tiết đẹp như thế này thì rất thuận lợi để quý vị có những hoạt động tham quan dã ngoại. Còn tại khu vực Trung Bộ thì hôm nay còn một số nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào bất chợt, còn Nam Trung Bộ thì mưa chủ yếu tập trung về chiều, thời tiết dịu mát. Nhiệt độ toàn miền chỉ dao động từ 27-30 độ C. Còn thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo nhiệt độ tăng lên. Với Tây Nguyên thì hôm nay trời sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều, nhưng vẫn mát mẻ nhờ lợi thế địa hình cao. Nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 25-30 độ C. Mưa gần như không xuất hiện trong ngày hôm nay. Còn ở Nam Bộ thì mưa về chiều vẫn còn nhưng chỉ xảy ra rải rác với lượng nhỏ và dứt nhanh. Trong ngày hôm nay thì chủ đạo là nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ hầu hết từ 32-33 độ C. Thưa quý vị, thời tiết cả ba miền trong những ngày này tương đối ổn định, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc Bộ, thời tiết đẹp và ổn định nhất. Vì thế trong những ngày gần đây thì lượng du khách đổ về phía Bắc rất nhộn nhịp. Vào những tháng cuối năm thì thời tiết se se lạnh, du khách sẽ muốn hòa mình vào không khí mùa đông. Thì tại Mộc Châu, Sơn La là một địa điểm mà du khách không thể bỏ lỡ. Hình ảnh nhiều vườn mận nở hoa trắng xóa, tuyệt đẹp nằm tại gần thung lũng Na Ca. Mặc dù là hoa trái mùa nhưng năm nay hoa mận nở ở khu vực này đồng loạt và dày rất đẹp. Tại Mộc Châu thì có nhiều vùng trồng mận nổi tiếng. Hoa mận chín mùa thì thường nở vào giữa tháng 1 cho đến tháng 2 hàng năm. Cách đó khoảng 2-3 tháng thì có một vụ hoa trái mùa mà nhiều du khách chưa biết đến. Năm nay thì hoa mận nở trái mùa rất nhiều, đồng loạt và đẹp không kém gì mùa hoa chín. Hoa trái mùa thì sẽ nhỏ hơn một chút và nhanh tàn hơn hoa chín vụ. Hiện nhiệt độ tại Mộc Châu thì khá là thấp, có thể ở mức từ 13-14 độ C vào sáng sớm và tối muộn. Du khách nên chú ý mang theo quần áo ấm. Trong những tháng cuối năm thì Mộc Châu sẽ tiếp tục đón mùa hoa mơ, hoa anh đào, tam giác mạch, cải vàng, cải trắng. Thời tiết này thì tới thăm Mộc Châu, du khách sẽ còn có thể tìm đến ngắm các vườn hồng chín rộ, không kém phần đẹp đẽ. Vì vậy, du khách nên tranh thủ đến với Mộc Châu vào dịp này để chiêm ngưỡng hoa mận trái mùa cùng nhiều cảnh vật cây trái đang vào mùa nở rộ nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chuyên mục thời tiết bốn mùa và sau đây sẽ là bản nền nhiệt độ tại một số tỉnh thành trên cả nước. Xin cảm ơn Nhi Lê. Thưa quý vị, và thông tin thời tiết bốn mùa vừa rồi cũng đã kết thúc 36 năm toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.